Hello, xin chào các bạn đang đến với channel Tammy và cuộc sống ở Mỹ. Cả gia đình mình bây giờ cùng nhau đi ăn tối. Xin mời các bạn cùng xem video nha. Con trai mình thích bánh mì baguette mà ổ nhỏ nhỏ như vậy lắm. Anh chàng mê lắm, ăn say sưa ngon lành luôn. Anh chàng này moi hết cái ruột ra ăn trước, xong rồi ảnh mới trét bơ lên. Surf and turf. Medium. For me, can I have the fish soup? Yeah. And can I have surf and turf? Medium rare. And a pad thai. Come on, can I buy medium rare? Oh, can he have this medium rare? Do you want that? Yeah. Pate, okay. And the chicken broth. Okonomiyaki soup? Yeah. And the surf and turf. Surf and turf, we go with jelly. Món này là của con gái mình nè. Pate. Mà nhìn ngộ quá ha. Con gái mình chế biến món bánh mì pate, dùng bánh mì baguette ổ nhỏ nhỏ đó, rồi xong cho phần pate lên. Ông xã mình thì trung thành với món shrimp cocktail. Còn đây là món súp của mình nè. Thấy cái tên lạ lạ nên mình gọi thử xem như thế nào. Đây là dĩa filet mignon. Ở trên này có một miếng thịt bò với ba con tôm to ơi là to luôn. Phần rau thì có cà rốt, khoai tây với măng tây. Rồi có chén nước sốt để chấm nữa. Hấp dẫn quá, thơm ơi là thơm.
Con trai mình cũng order filet mignon luôn. Thịt bò filet mignon mềm. Con trai mình ăn mà mê quá chừng luôn. Còn dĩa này là của con gái mình. Chị này là mê đồ Ý lắm, cho nên chị này toàn là gọi món Ý, rồi cũng một dĩa filet mignon nữa. Còn dĩa này là cơm chung với cá nướng và tôm nướng xiên que. Còn dĩa này là pad thai, là hủ tiếu xào theo kiểu Thái. Ông xã mình chế biến nè, cái dĩa hủ tiếu xào là chỉ có hủ tiếu xào không thôi à. Cho nên ông xã mình dùng tôm nướng cho lên trên phần hủ tiếu á. Cho nên bây giờ cái dĩa nhìn khác hơn chút xíu. Đó, ba con tôm nướng ở bên cái dĩa này nè, cho qua bên cái dĩa hủ tiếu á. Ông xã mình chế biến tiếp nữa nè. Cái dĩa hủ tiếu á, lúc nãy á, là cho tôm nướng lên rồi. Bây giờ là lấy cái que mà có tôm nướng với cá nướng á, cho lên luôn. Thành ra bây giờ dĩa hủ tiếu á, là thành dĩa hủ tiếu xào với tôm nướng và cá nướng nữa. Nhìn dĩa hủ tiếu xào của ông xã mình hấp dẫn ghê không? Con tôm ở trên cái dĩa filet mignon của con trai mình á. Con tôm to ơi là to luôn, nướng lên nó thơm ơi là thơm luôn. Anh chàng này là mê steak, mê bò bít tết lắm. Mà bò bít tết filet mignon á, ảnh lại càng thích hơn nữa. Mà tôm nướng ảnh cũng thích luôn. Ảnh ăn ảnh nói tôm nướng ngon quá. Đây là món pasta của con gái mình. Pasta là giống như nui vậy đó, nhưng mà họ làm hình dáng khác. Thì cái này gọi là wheel pasta, là nui mà có hình giống như bánh xe. Thì món của Ý lúc nào họ cũng nấu với nước sốt cà chua, với thịt bò, với nhiều phô mai. Mà con gái mình thì mê ăn món Ý lắm. Bây giờ là con gái mình dùng cái miếng thịt bò filet mignon cho vào cái dĩa đồ ăn Ý, rồi ăn chung với nhau luôn. Ăn mà khen là ngon ơi là ngon, filet mignon mềm ơi là mềm. Ông xã mình ăn dĩa hủ tiếu xào mà khen là dĩa hủ tiếu xào tự chế ngon quá. Thịt bò.
keep it playing. Đây là dĩa hủ tiếu xào pad thai của mình nè. Bây giờ mình vắt chanh lên. Mình cũng cho 3 con tôm nướng từ cái dĩa tôm nướng kia đó, mình cho vào cái dĩa hủ tiếu xào của mình luôn. Bắt trước ông xã mình. Bây giờ là đến phần tráng miệng, phần dessert. Món nào nhìn cũng ngon quá chừng. Đây là bánh chocolate mousse cake của mình nè. Kem dâu tây strawberry ice cream của con gái mình. Ly kem này là của ông xã mình. Có 3 hương vị kem khác nhau, là có vanilla với dâu tây, rồi một cái mà màu hồng đậm đậm lợt lợt á, là strawberry sorbet, là kem đá dâu tây. Xong rồi có caramel sauce, là cái phần nước sốt mà ông xã mình đang chan lên trên kem á. Ăn mặn mặn ngọt ngọt, ngon lắm. Ông xã mình mê ăn kem mà có caramel sauce lắm. Wow, the strawberry ice cream, but you got the strawberry sauce. Con trai mình á là lúc nào cũng vanilla ice cream, là kem mà có hương vị vani á. Đây, bánh kem có hương vị sô-cô-la của mình đây. Nhìn thấy ngon quá chừng. Còn có strawberry sauce, là nước sốt mùi dâu tây á, là những cái chấm đỏ đỏ. Rồi có bơ nữa. Bánh này á, là bánh sugar free, là bánh không có đường. Nhưng mà ăn vào á, vẫn ngon. Có miếng bơ nữa, béo béo, ngon quá. Có bơ vô nữa, ngon quá chừng. Nãy giờ là mình xắn hết miếng này đến miếng khác luôn á. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu bạn nào chưa bấm nút đăng ký thì xin hãy bấm nút đăng ký liền bây giờ nhé. Để sau này khi mình post video mới lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Và các bạn nhớ bấm luôn nút like nữa nhé.
Mến chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nữa nhé.